Kênh vlog bánh nấm xin chào mọi người. Mọi người ơi, thì hôm nay mình không có vào bếp mà hôm nay mình sẽ làm một cái video. Mình quay cái củ khoai lang đến cho mọi người cùng xem. Vì sao mình quay cái củ khoai lang? Thì cái khoai lang mình mua về mình làm không hết, mình để lại thì mình không có biết làm gì, mình cứ để đó. Thì sau khi cái củ khoai lang của mình nó lên mọng và nó lên từng nhánh và sau đó nữa thì nó mọc lá trông rất là đẹp, mình thấy nó rất là đẹp và mình đem vào, mình cho vào cái đĩa để mình quay cho mọi người xem cái củ khoai lang. Nếu như mọi người thích chơi những cái củ khoai lang mà nó ra những cái nhánh như vậy đẹp á, mọi người cứ mua về để khi nào nó lên thì mình lấy ra mình chơi thôi mọi người. Cái đây là tình cờ mình thấy đẹp, mình chia sẻ quay cho mọi người xem nè. Mình thấy nó rất là lạ luôn mọi người. Mình để hồi mà nó cũng không bị héo mọi người. Nó lên những cái lá rất là dễ thương, lá non và trông rất là đẹp. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem cái lá của cái lá khoai lang này mọi người. Nó lên xanh xanh tím tím rất là đẹp ha. Mình thấy nó đẹp quá mọi người nên mình quay mình chia sẻ mang đến cho mọi người cùng xem cái củ khoai lang nó ra nhánh, ra cành, ra lá trông rất là đẹp luôn. Thì hôm nay mình không có nấu ăn, mình thấy cái củ khoai lang nó lên mọng rồi nó ra cái cành và nó ra cái lá rất là đẹp, mình quay mình chia sẻ cho mọi người và sau đó thì mình sẽ đi dạo chợ để quay và chia sẻ cho mọi người xem chợ như thế nào nha mọi người. Không biết là hôm nay mình đi dạo chợ thì chợ bán cái gì ha, nếu như có cái gì thì mình thích thì mình mua. Rồi bây giờ mình mọi người cùng mình để đi dạo chợ nha. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi dạo chợ cùng mình nha. Mọi người theo chân mình để đi dạo chợ xem chợ như thế nào nha mọi người. Hôm nay mình đi chợ quay review cho mọi người xem nha. Chợ hôm nay rất là đông luôn. Chợ bán đồ rất là nhiều. Mình đi quay cho mọi người xem. Đi một vòng để quay cho mọi người xem ha. Chợ nhiều quá mà vào mình lên chợ thấy đông quá. Để em coi. Đâu gỗ dao kéo gì em lấy cho. Vậy không bán cái đây nè. Chỗ mua về chỗ. Để đi vòng ngắm xong để quay lại coi cái gì mua. Mình đi một vòng mình quay chợ cho mọi người xem ha. Chợ hôm nay bán rất là đồ nhiều luôn. Cây. Chợ ồn quá không biết mình nói mọi người có nghe không. Cô đây bán quần áo nè. Rồi 203 bộ nè, số 2 lên. Hành tỏi, cây ớt rồi quá trời luôn. Chợ hôm nay bán rồi vậy. Bán giết. Để đi ra nhiều lần. Mình vào chợ mình quay vòng cho mọi người xem ha. Chợ lai ghi. Mình đi lên chợ mình coi có cái gì để mình mua. Mình chưa thấy cái gì hết. Đây mình thấy đông lắm. Chấm nha. Cá này cái gì cô? Cá chấm với cá chiếc. Cá chiếc cái gì? Cá lóc này. À cá nước ngọt. Chiếc thế, chiếc với cô nha. Đi trong đây. Cá lươn. Mua giùm mình đây. Dạ cô. Hãy cá nước ngọt nha. Lấy chút nước ăn mặn á, lắc nó sạch á. Bỏ muối nữa là nó tôm cá. Cá. Nó đã bị đau. Dạ.
Dạ, ốc này em làm ra luôn là 10 ngàn lạng lấy cầu luôn, cái này chưa lấy cầu thì 8 ngàn. Đó rồi chị làm muối thì chị nấu thôi chứ không có làm gì nữa. Ủa cái đây mình luộc xong mình mới lấy hay sao? Dạ đúng rồi, em luộc sơ rồi em mới lấy được. À ở đây đi dòng cái con hỏi chút thì chị quay trời đó. Con đúng không gái?
bây giờ mình đi ra chợ bán rất là nhiều đồ luôn, mình không biết quay cái gì luôn mọi người. Bây giờ mình ra hàng trái cây để mình xem trái cây ngon mình mua trước đây nha. Rau, ổi, nếp đây là nếp lỏng, sầu riêng. Vậy được chưa? Livestream hết chưa? Mình dán lại cái hàng đồ này để mình mua cái đồ đỡ bánh mà bằng vuông vuông đó mọi người, mà không có. Chỉ có cái khay tròn tròn này. Mà tròn tròn này thì mình đã ở nhà mình rất là nhiều, lớn nhỏ rất là nhiều. Nhưng mình thấy thì cũng rất là nhiều. Coi có viết gì mua mang cho bốn chung là mình đã đến chợ mình thấy mọi người bán đồ rất là nhiều, nhưng mình không có nhu cầu lắm để mua hết mọi người à. Mình quay cho mọi người xem thôi. À, đây là giúp cổ ông đi rất là bự luôn mọi người, lỗ nào lỗ nấy mình có ta. Cái đó 25.000 ba đôi hả? Cái đó 25.000 hai đôi. Cổ ông đây là cổ ông bự rồi mọi người, có thì giúp luôn. Mình không có nhu cầu mà muốn giúp nên mình quay cho mọi người xem nha. Hoa nè, ở đây bán nhiêu ký cơ? 40.000 hả? Cứ hỏi thử đi. Đúng quá, chứ ngày mới bán nhà rào còn 50 nữa hả? Dạ. Dạ. Vậy em bán cục cái mấy chị? Tỏi 45.000 ký còn 3.000 ký. Lấy sầu riêng nè mọi người. Cô đây bán sầu riêng nè, chôm chôm nè. Măng cục mình mua chôm chôm nha mọi người. Mình lựa chôm chôm. Không nó một lớn hả? Một lớn hả? Đầu tiên mình tỏi cái đó cũng được, cái đó ngon nữa. Khi là mình đến chợ thì mình vừa quay mà mình mua đồ nữa thì chắc không có ra được. Mình ngồi thấy cái đầu này đó thì nha, thấy không? Cái gì cần cũng thấy có cũng chơi có nhau. Bây giờ mình lựa khẩu ký chấm chấm. Trời ơi, nhìn nè, cái nhỏ này cũng ngon nữa, ăn thử đi. Ăn thử đi, thì ngon xuất chắc luôn. Măng cụt, chấm chấm, sầu riêng. Đó, sầu riêng rồi. Rồi mọi người ơi, sau khi mình đã đưa mọi người đi vào chợ thì mọi người thấy cái video này, mọi người ủng hộ cho cái video của mình nha. Mọi người biết không, mình đi đến chợ và mình review quay cho mọi người cùng xem thì mình không có dùng mic để cách âm nên cái tiếng ồn của chợ trông rất là lớn hơn tiếng nói của mình. Mọi người thông cảm cho mình nha. Mình review cái củ khoai lang ra cái cây trông rất là đẹp. Rồi mọi người thích thì mọi người ủng hộ cho cái video của mình. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe, đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều.